Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Việt. Hôm nay mình chia sẻ ngã tư Tân Vạn, xa lộ Biên Hòa cũ, ngã tư Tân Vạn, cầu Đồng Nai. Rồi bây giờ mình đang đứng ở hướng từ Sài Gòn đi lên Biên Hòa các bạn. Chào mời quý vị đi cùng mình vòng tham quan nha. Hiện tại ngã tư Tân Vạn là cầu vượt bớt kẹt xe các bạn. Đường xa lộ Biên Hòa này đang phát triển chóng mặt luôn các bạn. Hai bên đường thì mấy ga lai bán xe múc, xe cần cuốc, xe máy ủi. Giờ mình đi lỡ gần ngã tư mình coi năm 2019 này nó phát triển là sao nhá. Hiện giờ là 11 giờ xe bắt đầu đông đó các bạn, giờ đông lắm. Bây giờ mình đang đứng ngay ngã tư Tân Vạn luôn nè các bạn, cầu vượt ngã tư Tân Vạn. Đi qua chút xíu rồi tới cầu Đồng Nai các bạn.
Có cầu Đồng Nai cũ rồi các bạn. Đi thẳng này về Biên Hòa. Quẹo phải xuống cầu đi về Tân Vạn các bạn. Cầu vượt ngã tư Tân Vạn. Đó, bây giờ mình đang đứng ở ngay cầu vượt ngã tư Tân Vạn hướng đi từ Biên Hòa đi Sài Gòn. Video đến đây đã hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn ở chia sẻ video tiếp theo. Trân trọng kính chào tạm biệt, bye bye.